Suối Chí có gì mà chơi, có được vô vườn trái cây đâu, không có gì ăn hết ngoài trái ổi, bla bla. Đó là những gì mấy bạn nói về Suối Chí trong video review vừa rồi, nên nay tôi quyết định đi lại, review mới nhất và chân thật nhất cho mấy ông bà xem có đúng như những comment đó không nha. Giờ thì cùng tôi trải nghiệm thôi. Tới Suối Chí, ta nói khoái nhất là vườn trái cây, nên vừa tới là tôi đi phóng thẳng qua đây tham quan trước. Nhìn xa xa thấy cái vườn dâu triểu trái nó mê chữ E kéo dài luôn, thiếu điều chỉ muốn bê hết về vườn nhà. Vừa bước tới cổng vườn trái cây, phát hiện nông trại nuôi ong mới này nè. Nhìn mấy bé nhà gỗ nuôi ong đủ màu sắc cưng xỉu ghê chưa. Thế là hai chị em nhảy vô trải nghiệm ngay và luôn. Vô tham quan được anh quản lý giới thiệu mới biết, đây là kỹ thuật nuôi ong trên thùng kế giúp mọc kín hoàn toàn và không bị lẫn ấu trùng. Đặc biệt, ong ở đây được nuôi bán tự nhiên giữa hàng ngàn hecta rừng nguyên sinh, thế nên mọc trong, thơm và bảo quản được lâu hơn vì không bị ngậm nước. Ai mà muốn sử dụng ong sạch, chất lượng thì có thể ghé tham khảo đặt mua tại Suối Chí khi ghé tham quan, du lịch luôn nè. Hồi mấy ông bà tự tìm hiểu đi nha, còn tôi đi tham quan tiếp đây. Tham quan xong trang trại ong là tia qua vườn dâu liền. So với loại dâu đợt trước thì loại dâu này ngọt và ngon hơn nha. Dẫn nhỏ em tham quan, chụp hình một vòng thì tìm thấy một chiếc đoàn xinh xinh để thưởng thức trái cây. Làm vài trái dâu xong thì tôi lại băng qua con suối để đi tham quan vườn ổi hồng nè. Mấy bà mà ngại nắng thì khỏi đi tham quan cũng được, thưởng thức những trái ổi organic mà vườn mời tại bàn luôn nha. Tôi thì tôi ngựa ngựa nên lượn hết chỗ này tới chỗ kia để chụp hình nè. Tham quan vườn trái cây xong thì mới tới khu vực trung tâm nè. Công nhận Suối Chí phải nói là siêu thiên nhiên luôn, ở đâu cũng thấy cây lá xanh ngát, nhìn mát mẻ ghê luôn. Đặc biệt là dãy nhà cà phê sau bánh xe nước này nè, chui vô mát khỏi chê luôn. Tham quan cũng đã rồi, giờ thì mình xuống hồ bơi bơi thôi. Nước ở đây được chảy ra từ mạch đá ngầm nên ta nói siêu mát. Được ngâm mình ở đây, bao nhiêu cái stress nó bay biến hết trơn luôn hả. Mùa hè mà vô đây tắm thì bao phê luôn. Đợt này tôi đi hơi trễ nên không có đủ thời gian để trải nghiệm trò đạp vịt hay trượt zip line. Đợi đợt sau khai trương mô hình Mobi Home thì tôi sẽ ở lại trải nghiệm, review tất tần tật cho mấy ông bà xem có gì thú vị không nha. Nói chung đi lần thứ N rồi mà những trải nghiệm của tôi vẫn rất là okila lắm nha. Ok, review như đó thôi, còn để mấy ông bà tự lên trải nghiệm cho nó kích thích hen. Hẹn gặp lại ở video review tiếp theo nhé.